toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể hội thi, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc học tập các chuyên đề hàng năm, đặc biệt là chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống nhân dân đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống ở mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống nhân dân là một nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị. Kính thưa toàn thể hội thi, dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Điều đó đã trở thành chân lý, làm rung động con tim mỗi người dân Việt Nam khi nhắc đến tên người Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Người là biểu tượng sáng ngời về trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng. Người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của người vẫn mãi sáng ngời cho nhân dân ta và cả nhân loại sáng soi. Phong cách Hồ Chí Minh, tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống nhân dân được kết tinh từ tư tưởng lấy dân làm gốc của người. Qua những câu chuyện kể chân thực về phong cách, hành động, ứng xử, qua mỗi bài nói, bài viết, mỗi lời căn dặn của Bác tại các buổi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đều toát lên ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống nhân dân. Trong muôn vàn những câu chuyện kể về Bác, trái tim tôi lại bồi hồi xúc động trước tình yêu thương bao la, sự quan tâm chăm lo của người đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân qua lời kể của đồng chí Tiệm trong câu chuyện Chiếc áo ấm, được trích trong tuyển tập Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ do nhà xuất bản Lao Động phát hành. Chuyện kể rằng, một đêm mùa đông năm 1951, gió bước tràn về, mặc theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng Bản Ti co mình lại trong yên giấc, trừ một căn nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang đi thẳng về phía gốc cây chỗ tôi đang đứng khác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Thưa Bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa à? Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp, dạ thưa Bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái ngại. Các đêm có áo mưa không ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó, Bác từ từ đi vào nhà, dặn suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho thực đội chúng tôi 12 chiếc áo dạ dày chế phẩm. Anh nói, Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo mưa này chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi Bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được tới gác nơi Bác làm việc. Thấy tôi, Bác cười và khen, hôm nay chú đã có áo mới rồi. Dạ, thưa Bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho thử vợ chúng cháu, mỗi người một chiếc ạ. Nghe tôi thưa là Bác rất vui, Bác ân cần dặn dò thêm, trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. Dặn dò xong, Bác quay trở lại ngôi nhà sàn để làm việc, lòng tôi xin bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi, trong lúc Bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho Bác nhiều hơn, còn Bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy chúng tôi trân trọng giữ gìn chiếc áo Bác cho, như giữ lấy hơi ấm của Bác,
thời ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Kính thưa toàn thể hội thi, đến nay qua nhiều câu chuyện, nhiều câu nói của bác đã trở thành những bài học không thể quên cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta. Bác đi tới đâu, ở đó đều trở thành những kỷ niệm khó quên cho những người có mặt hoặc những ai may mắn được gặp bác dù chỉ một lần trong đời. Câu chuyện chiếc áo ấm đã để lại cho chúng ta một bài học ý nghĩa vô cùng sâu sắc về đạo đức, phong cách chăm lo cho đời sống nhân dân của bác. Hình ảnh bác lại hiện ra trước mắt chúng ta với tình yêu thương bao la, sự quan tâm chăm lo của người đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong mưa rét. Chỉ là một chiếc áo thôi, nhưng đã làm ấm lòng anh chiến sĩ, ấm lòng hàng triệu triệu con tim Việt Nam luôn hướng về người. Kính thưa toàn thể hội thi, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường Trung Tâm đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của chỉ thị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 của Đảng. Thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bản thân là một cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nguyện suốt đời phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh thực hiện 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, mẫu mực về lý tích tác phong, sinh hoạt có trật tự kỷ cương, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, kiên định vững vàng trước mọi cám dỗ, không để các đối tượng cơ hội, phần tử xấu lợi dụng gây mất an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, nắm chắc địa bàn được phân công phụ trách, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa toàn thể hội thi, thay cho lời kết với tình cảm và lòng kính yêu Bác, sau đây tôi xin gửi đến toàn thể hội thi bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh. Lời bài hát tựa những bông sen tươi thắm mà chúng con kính dâng lên người. Thank you.